Thưa quý vị, sau thời gian tìm hiểu và nuôi thử nghiệm một số giống gà mới lạ, thì anh Nguyễn Bửu Thanh ở phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nhận thấy rằng chúng có thể mang lại lợi nhuận kinh tế. Cho nên anh đã nghiên cứu học hỏi thêm kinh nghiệm để nhân đàn và chia sẻ cho thêm nhiều người. Thực tế thì mô hình này như thế nào? Việt Nam và chị Ngọc Diễm mời quý vị cùng với phóng viên đài tham quan trải nghiệm ngay bây giờ. Gà Brahma hay còn gọi là gà kỳ lân, gà đen Indonesia hay còn được gọi là gà mặt quỷ, gà quý phi, gà lông tảo. Hiện nay tại trại của anh Nguyễn Bửu Thanh chuyên cung cấp con giống các loại gà này và đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Giống gà này nè, thì mình cái nguồn gốc là mình lấy từ đâu về? Gốc của nó là ở châu Âu á, xuất xứ từ Nga. Rồi cái này thì mình chia giống là của những anh em á, người ta nuôi mình đem về mình nhân giống ở địa phương của mình. Cái dòng gà này thì nhìn nó sang với lại nhìn nó dạng người á, nên là nhìn nó đẹp, cho nên là người ta chơi kiểng nhiều, giá trị nó cũng cao nữa. Như con nó mới nở ra thì nó đã 200 một con rồi. Còn con trưởng thành như thế này thì nó 2 triệu một con. Khí hậu ở Việt Nam mình vậy đó, thì phát triển cái giống gà này thấy được không? Được, nhưng mà nó chỉ có hạn chế cái là cái số lượng ký, trọng lượng của nó không có đạt được như ở nước ngoài của nó thôi. Ở nước ngoài nó khoảng mười mấy ký một con á, về Việt Nam mình thì nó còn khoảng tầm 5-6 ký. Gà kỳ lân thì từ lúc mới nở tới lúc sinh sản nó khoảng tầm 10 tháng nó mới sinh sản. Mỗi lần nó sinh sản vậy, nếu như mình để cho nó tự ấp thì nó đẻ khoảng tầm 10 đến 15 trứng nó sẽ tự ấp. Còn nếu như mình đụng trứng mình tự mình ấp á, nở thì nó sẽ đẻ khoảng tầm 20 mấy đến 30 trứng một con gà mái. Còn đây là giống gà đen Indonesia. Loài này có ưu điểm dễ nuôi, sức đề kháng cao. Tuy nhiên, giống gà này không ấp trứng, nên người nuôi phải cho ấp bằng máy. Tỷ lệ gà con chỉ đạt khoảng 50%. Chính vì vậy mà con giống khá đắt. Một cặp gà giống có giá bán khoảng 5 triệu đồng. Định hướng thì gà kiểng thì những cái dòng nào mà có nhu cầu cao thì mình sẽ phải chuyển thêm cái sản lượng gà mái để cung ứng thêm ra thị trường cho đủ số lượng cho anh em, không có bị hụt hàng nữa. Rồi bên cạnh đó thì sẽ phát triển thêm một số giống gà mới để cho anh em có đam mê sưu tầm. Về vấn đề kỹ thuật chăn nuôi chăm sóc thì ở trại Chim Chỉ Đỏ Cần Thơ em là hỗ trợ từ lúc mà bà con nuôi con giống cho đến lúc mà tôi sinh sản trưởng thành. Nói chung là tất cả các giai đoạn khi mà cần trao đổi về vấn đề kỹ thuật, bà con đều có thể nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp. Ở đây em sẽ tư vấn trực tiếp cho bà con. Những cái mô hình như thế này thì cũng là khá ok. Và tại vì thứ nhất là lấy có thể con giống, cung cấp con giống cho những cái bạn trẻ thanh niên giống như em để có mô hình để kinh tế cho gia đình. Mô hình nuôi gà của anh Nguyễn Bửu Thanh đang từng bước phát huy hiệu quả, được các bạn trẻ đến tham quan, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm để cùng nhau phát triển kinh tế.